chồng nhà sữa và vani. Hôm nay đi đi đến quán mẹt quán đây. Đấy, đến mẹt quán để ăn lẩu. Đấy, cùng với cả bố mẹ. Và ở đây có 4 con cún con cũng đang ở trong lồng. Đó. Ê, ở đây có bạn đen này. Bạn đen này rất là thích chơi với vani sữa sữa. Bạn đen này mê sữa lắm nhỉ. Yeah. Vani hôm nay là sữa sữa đi với chồng là vani, cho nên là bạn đen đừng có trêu sữa nha. Nhỉ. Yeah. Hôm nay là sữa lôi chồng đi cùng đấy. Vợ chồng nhà sữa và vani đó. Đây. Vani. Vani bị mất à? Ôi rồi. Gì vậy? Vani, ô kìa kìa. Vẫn cười không nhỉ? Vani. Lên đâu ông ơi? Ôi. Trời ơi, cái ông này ông buồn cười ông này. Sao đây ông này ông buồn cười đấy? À. Cười không? Cáu ấy, Vani cáu ấy. Vani cáu ấy. Vani bảo là ta là đàn ông mà. Ta là đàn ông mà. Bảo tên kia ta là đàn ông mà. Vani bảo thế. Ờ, ta đang đi cùng với vợ ta mà. Sao cứ trêu tao vậy nhỉ? Ôi giời ơi. Buồn cười không? Ông đen thì thích sữa. Ông kia thì thích vani đấy nào. Chết dở. Còn ông kia thích vani. Dở. Nào. Sữa ơi. Kia là vani à? Vani ơi. Ơ sao lại cần cười nhỉ? Vani là thanh niên mà. Nào đi lên. Thanh niên có vợ rồi. Nào. Sữa vào đi. Gọi vani vào đi. Nhanh lên. Sữa gọi vani vào đi. Nhanh. Được chưa? Đâu rồi? Vani đâu? Sữa gọi vani vào đi. Không đã không hỉ đánh đòn giờ đấy nhá. Thôi cho vani của chú Tuấn nuôi. Vani ơi. Ôi giời ơi là giời. Ông Vani ơi. Mất tay mất chì rồi. Ờ. Ông Vani ơi. Sao kỳ vậy? Ông Vani đâu có vợ rồi đấy nha. Xem lại giới tính của Vani. Ừ, xem lại vừa giới tính của Vani thôi. Nó cũng lên đấy. Hả? Cái thanh bút chì nó thòi ra ngoài. Thế à? Ôi kìa. Con đen nó chạy rù rù. Vani ơi. Sữa gọi Vani về. Đánh đòn rồi. Gọi Vani về đi. Cho Vani vào trong trong túi thôi. Vani ơi. Kìa, hai con kìa. Ngoan nè, về đây.